Mình nhìn thấy sợi rau rồi. Để đó cho chị á, chờ chị á, rửa xong cho chị nằm đó, chờ chị. Má không đủ dung lượng à? Bật giùm cái quạt.
Trời ơi, chặt cái tay. Dưới này đau rồi còn chặt tay. Hay đau nhỉ. Có ai quay ngày hôm qua máy khác không? Hôm qua không? Xóa là trong đã xóa là xóa chưa? Nè, tự nhiên ta thấy là đứa mô mà trong đây là kiểu nhân viên mà lặn mụn được là toàn cái chữ đầu, chữ hờ không nghe. Hậu, Hiền, Hằng, Hà rồi đó. Còn ai đây? Chữ đầu hờ nữa ta? Đấy là nói chuyện với hờ á, nên là toàn là nhân vật chính không hề. Vậy nó là lý. Còn này, kìa. Nhà gửi thật to gan. Kêu tên Lan gì đâu. Nhà bên nhà chọc gì hay chọc Nguyễn Thị Lan. Quay về mà nói nhảm thì mấy người họ nghe không biết hết trơn. Cái bà mà chị đó bà coi không thiếu một cái video mà của chị á. Mà mà sao mà biết bà gái biết chồng tên chi đồ con bao nhiêu tuổi đồ này ghi trơn gì sợ thiệt. Bữa nay bà coi là đúng video này là ổn. Nhưng mà video thường thường như đây thì đăng luôn nhưng có cách vậy.
Okay.